kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Văn hóa Thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 là một năm nhiều khó khăn, song Lào Cai của chúng ta đã vững vàng vượt qua gian khó, giành nhiều thành tựu nổi bật. Cùng với sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, trong năm 2021, thể thao Lào Cai đã gặt hái được nhiều thành quả đáng khích lệ ở cả hai lĩnh vực thể thao thành tích cao và thể thao quần chúng, góp phần nâng cao sức khỏe đời sống tinh thần người dân. Đồng thời không ngừng vươn lên trở thành một trong những trung tâm thể thao mạnh của khu vực Trung du miền núi phía Bắc. Chúng ta hãy cùng nhìn lại năm 2021 với những thành tích dấu ấn nổi bật của thể thao Lào Cai cũng như những mục tiêu định hướng phát triển thể thao trong năm 2022 này. Trong một năm dịch bệnh COVID-19 tác động mọi mặt tới đời sống, ngành thể dục thể thao Lào Cai đã tranh thủ được những khoảng thời gian vàng để tổ chức hoạt động. Do đó, các hoạt động phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển với nhiều hình thức, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện, đảm bảo an toàn theo quy định phòng dịch của ngành y tế. 22 giải thể thao cấp tỉnh cùng hơn 40 giải thể thao cơ sở phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức cho nhiều đối tượng, địa bàn từ thành thị đến nông thôn, vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tổ chức, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân, góp phần tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức cũng như hành động của người dân trong việc tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Nổi bật là giải bóng đá thiếu niên Cúp Phát thanh Truyền hình tỉnh được tổ chức cuối tháng 11 năm 2021. Giải đấu được đánh giá cao từ công tác tổ chức đến chất lượng chuyên môn của 11 đội bóng tham gia. Qua đó đã tạo ra được một sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các vận động viên đam mê trái bóng tròn, đồng thời thúc đẩy bóng đá phong trào Lào Cai ngày càng phát triển. Đây là một sân chơi bổ ích và có ý nghĩa bọn em để thỏa niềm đam mê với trái bóng tròn sau những giờ học vất vả. Mình được đi đá mang màu cờ sắc áo của trường, của phường thì em cảm thấy rất là vui và tự hào. Cùng với công tác tổ chức giải, các hoạt động tập luyện thể dục thể thao từ tỉnh đến cơ sở luôn được quan tâm. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Sở đã kịp thời ban hành nhiều văn bản đôn đốc hướng dẫn người dân tham gia tập luyện thể thao nâng cao sức khỏe, đẩy lùi dịch bệnh phù hợp với tình hình thực tế. Trong hơn nửa đầu năm, phần lớn các hoạt động tập luyện thể dục thể thao bị hạn chế. Mỗi người dân lại lựa chọn một môn thể thao phù hợp với điều kiện sức khỏe để tập luyện như chạy bộ, đạp xe, tập nhảy, tập thể dục dưỡng sinh tại nhà. Mỗi người dân chủ động bảo vệ sức khỏe của chính mình và tích cực tham gia phòng chống đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, đồng thời đưa phong trào thể thao quần chúng phát triển. Trong cái mùa dịch này thì cái việc mà tập thể dục để nâng cao sức khỏe thì em nghĩ nó lại càng là một cái điều nên làm hơn, một cái điều cần thiết. Nên là em đã lựa chọn cho bản thân mình cái việc là vẫn duy trì cái bộ môn em yêu thích, đấy là Zumba, nhưng mà em sẽ tập tại nhà. Em thường thì em sẽ tìm các clip ở trên YouTube để mình tập theo, hoặc là em sẽ hiện nay thì em có theo một cái lớp học online. Có một cái hoạt động gì đó yêu thích tại nhà này sẽ làm cho mình cảm thấy kiểu vui vẻ, yêu đời hơn, sẽ bớt lo lắng hơn về vấn đề dịch bệnh ở ngoài kia. Khi tình hình ổn định trở lại, thực hiện các biện pháp thích ứng với tình trạng bình thường mới, các hoạt động thể thao được tổ chức thường xuyên, đa dạng nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Số người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt trên 35%. Số gia đình tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 21%, tỷ lệ cán bộ chiến sĩ tham gia luyện tập thể thao thường xuyên đạt trên 97%. Công tác giáo dục thể chất, thể thao trong trường học được chú trọng, tỷ lệ trường học đảm bảo chương trình giáo dục thể chất là 100%. Hoạt động thể dục thể thao trong cán bộ công nhân viên chức cũng đạt trên 75%. Đây chính là dấu hiệu tích cực thực hiện thành công cuộc vận động toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Cùng với đó, các thiết chế văn hóa thể thao tiếp tục được quan tâm xây dựng. Đặc biệt, các công trình ở cơ sở nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân trong phong trào xã hội hóa đầu tư xây dựng. Đến nay, hầu hết thôn, tổ dân phố, xã, phường có sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, đảm bảo theo quy định. Các tiêu chí về rèn luyện thể dục thể thao được chú trọng trong chỉ tiêu về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Toàn tỉnh có gần 1.200 câu lạc bộ thể dục thể thao, trong đó trên 300 câu lạc bộ hoạt động nhiều môn. Các môn thể thao dân tộc tiếp tục được gìn giữ và tổ chức thi đấu thường xuyên, tạo sân chơi bổ ích, ý nghĩa cho nhân dân. Qua đó lựa chọn được những vận động viên xuất sắc tham gia các giải thể thao dân tộc phong trào toàn quốc. Trong năm, chúng ta đã tham gia thi đấu tại giải đẩy gậy và kéo co toàn quốc và xuất sắc giành được 15 huy chương các loại, trong đó có 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc. Đam mê sở thích của tôi là tôi muốn tham gia cùng các bạn
như kéo co đậy gậy này cho vui và là rèn luyện sức khỏe, phát triển lên cho anh chị em ở đây càng ngày càng tham gia nhiều. Đi thi đấu, đi tập các thứ như này phải tập trung, dạy bảo nhau xong nó mới tốt được. Thứ nhất là mình là duy trì cái sức khỏe trong lao động sản xuất. Thì mình giao lưu với tất cả mọi người, học hỏi, gìn giữ cái bản sắc dân tộc, cái truyền thống dân tộc. Mình duy trì và không ngừng phát triển thêm từ các cháu học sinh. Những ai ưa thích thì trong xã thì mình đều kết nạp vào câu lạc bộ. Xác định thể dục thể thao quần chúng là nền tảng, là nhiệm vụ chiến lược để củng cố và tăng cường sức khỏe cho nhân dân. Đồng thời qua đó tìm kiếm vận động viên năng khiếu tuyển chọn vào đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh. Trong thời gian tiếp theo, các hoạt động thể dục thể thao quần chúng sẽ tiếp tục được mở rộng bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Năm 2022 thì cũng là năm bản lề. Chúng tôi sẽ tập trung cho việc thực hiện cái chỉ thị 07 của tỉnh ủy về phát triển thể dục thể thao Lào Cai đến năm 2025. Cái thứ hai nữa là chúng tôi sẽ chuẩn bị cái lực lượng tốt nhất tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp huyện, tiến tới là đến cấp tỉnh. Và thứ ba, chuẩn bị cái lực lượng tốt nhất của đoàn Lào Cai tham gia Đại hội thể dục thể thao toàn quốc vào cuối năm 2022 này. Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh cái việc duy trì phát triển các phong trào thể dục thể thao quần chúng. Để có thể phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được và thực hiện thành công những mục tiêu, nhiệm vụ trong năm mới này, đòi hỏi những người làm công tác thể thao phong trào Lào Cai cần tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo, tâm huyết với nghề để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúng ta cùng kỳ vọng vào một năm mới 2022, thể thao phong trào Lào Cai sẽ tiếp tục vươn mình hơn nữa, tạo bước chuyển biến tích cực về mọi mặt, góp phần xây dựng Lào Cai ngày càng phát triển đa dạng, bền vững. Quý khán giả thân mến, cùng với việc đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao được xác định là nhiệm vụ trọng tâm then chốt trong định hướng phát triển của ngành thể dục thể thao tỉnh. Khép lại năm 2021, với sự quan tâm của tỉnh, sự nỗ lực quyết tâm của ngành văn hóa thể thao và du lịch, cùng một số ngành, đơn vị cá nhân tâm huyết với thể thao, đã nỗ lực đưa thể thao thành tích cao của Lào Cai vượt qua một năm đầy sóng gió, đạt được nhiều kết quả nổi bật đáng tự hào với những tấm huy chương quý giá tại đấu trường khu vực và quốc gia. Đây là động lực to lớn để các vận động viên cùng toàn ngành tiếp tục nỗ lực chinh phục những tầm cao mới. Tiếp theo sẽ là Hoàng Thị Duyên. Dấu ấn lớn nhất của thể thao thành tích cao tỉnh Lào Cai là việc vận động viên Hoàng Thị Duyên giành vé tham dự Olympic Tokyo 2021. Đây là lần đầu tiên vận động viên của tỉnh nhà được góp mặt tại Thế vận hội lớn nhất hành tinh, là niềm tự hào của thể thao Lào Cai nói riêng, thể thao Việt Nam nói chung. Ngoài ra, trong năm, tại giải cử tạ vô địch châu Á 2021, cô gái vàng của thể thao Lào Cai cũng giành cú đúc huy chương đồng cùng nhiều huy chương vàng tại giải cử tạ quốc gia. Những kết quả của năm 2021 có những cái thành công và có cái thất bại thì đấy là cũng là một cái điều, là một cái bài học quý giá để cho Duyên cố gắng trong năm 2022 tiếp tục những cái thành công hơn và thể hiện hết sức mình trong 2022. Mục tiêu của Duyên trong năm 2022 là mục tiêu gần nhất, đó là SEA Games tổ chức tại Việt Nam, và thứ hai là ASEAN, và cái cuối cùng và cái đặc biệt nhất đó là Đại hội Thể thao Toàn quốc. Đây cũng là một cái dấu mốc lịch sử cho thể thao Lào Cai, là một cái bước tiến rất lớn của vận động viên Hoàng Thị Duyên trong cái quá trình tập luyện và thi đấu. Công tác tuyển chọn ban đầu đối với thể thao thành tích cao đó là một cái khâu vô cùng quan trọng, đó quyết định đến cả một cái quá trình huấn luyện. Mặc dù chịu những thách thức không nhỏ do tác động của tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều giải thể thao quốc gia phải hoãn tổ chức, song những người làm công tác thể thao thành tích cao đã có nhiều sự điều chỉnh hợp lý trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, duy trì công tác huấn luyện, tập luyện thường xuyên và hợp lý, an toàn trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Mỗi tập thể cá nhân trong toàn ngành đều phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là thi đấu thành công trong các giải quốc gia, quốc tế mang vinh quang về cho quê hương đất nước. Trong năm, vận động viên Lào Cai xuất hiện tại 11 giải đấu khu vực, toàn quốc,
số lượng giải tham gia ít hơn các năm trước nên kết quả cả năm cũng khiêm tốn hơn. Dù vậy, các vận động viên cũng đã để lại dấu ấn khi mang về 40 huy chương các loại, trong đó có 18 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 16 huy chương đồng, tập trung chủ yếu ở các môn cử tạ, taekwondo và kickboxing. Vừa qua em có tham gia một giải đấu thanh thiếu niên ở Kiên Giang và em có đạt được 3 huy chương vàng ạ. Em cảm thấy rất vui và xúc động khi nhận được những cái thành quả của bản thân mình như thế ạ. Để có được những kết quả như thế thì em đã được hỗ trợ rất nhiều từ các thầy huấn luyện viên và ban huấn luyện ở trung tâm ạ. Bản thân em thì rất là thích môn cái cử tạ này nên em rất cố gắng để đạt được những thành tích tốt nhất của có thể được lên đội tuyển quốc gia. Hiện nay, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh đang đào tạo 240 vận động viên của 15 môn thể thao. Riêng tuyến vận động viên quốc gia, Lào Cai hiện có 14 vận động viên cấp cao, trong đó có một kiện tướng quốc tế môn cử tạ, hai kiện tướng quốc gia môn kickboxing, 11 vận động viên cấp 1 quốc gia bao gồm các môn boxing, taekwondo và xe đạp, 11 vận động viên đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia các môn cử tạ, wushu, boxing, điền kinh, pencasilat và taekwondo. Đây là cái quan tâm đầu tư đặc biệt của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và cái sự miệt mài, lao động sáng tạo của cán bộ, huấn luyện viên và cái sự nỗ lực tập luyện của em vận động viên cộng lại để có được những cái kết quả như ngày hôm nay. Và trong thời gian tới thì chúng tôi xác định là tập trung những môn thể thao mũi nhọn, lựa chọn, tuyển chọn những vận động viên phù hợp với đặc thù của từng bộ môn, tuyển chọn tốt. Thì từ đó thì sẽ là những nhân tố tiếp theo kế cận cho thế hệ các anh các chị đi trước. Công tác tuyển chọn vận động viên năng khiếu kế cận được đặc biệt quan tâm. Ngành đã chú trọng đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng ở cơ sở để phát hiện ra những vận động viên năng khiếu cho các đội tuyển của tỉnh, đồng thời thực hiện nhiều chính sách đầu tư phù hợp cho công tác đào tạo, huấn luyện và tập huấn cho các giải thi đấu. Trong năm đã tổ chức 3 đợt tuyển chọn, được 62 vận động viên. Các vận động viên có năng lực được tuyển chọn kỹ lưỡng, được đào tạo bởi các huấn luyện viên tài năng, tâm huyết với nghề nên chất lượng đội tuyển có sự tiến bộ qua từng năm. Ban giám đốc trung tâm cũng đặt rất cao về cái công việc tuyển chọn. Riêng năm nay do tình hình dịch bệnh thì là tuyển chọn lãnh đạo đã chỉ đạo lãnh đạo đơn vị cùng với huấn luyện viên về cơ sở tuyển chọn. Qua 1 năm, qua 2 năm thì ở mức độ chuyên môn phải đạt được cái ngưỡng nào thì qua cái kiểm tra mà có những vận động viên không đạt được cái ngưỡng mà yêu cầu mà của bộ môn đề ra thì chúng ta bộ môn đề nghị hội đồng tuyển chọn sẽ thải loại và để tuyển chọn bổ sung những vận động viên mà có những yêu cầu những cái chuyên môn tốt hơn và có cái khả năng phát triển đạt thành tích cao ở thể thao thì sẽ tuyển chọn vào thay thế bổ sung. Những thành tích của thể thao Lào Cai trong năm 2021 khẳng định sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư đúng và trúng của tỉnh, sự nỗ lực tập luyện của các huấn luyện viên, vận động viên và sự quan tâm của toàn xã hội. Đồng thời đó cũng là những tiền đề, động lực để chúng ta tiếp tục đặt ra những kế hoạch, mục tiêu hoàn thành trong năm 2022 này. Cái năm qua thì cái nổi trội nhất thì chúng ta đã biết được là vận động viên Hoàng Thị Duyên đã chính thức là được tham gia thi đấu ở giải Olympic. Mặc dù vận động viên Duyên không giành được huy chương nhưng đây cũng là một cái tiềm năng cho Lào Cai và cũng là một cái động lực để thúc đẩy cho vận động viên Lào Cai để thực hiện cũng như các huấn luyện viên và ngành văn hóa sẽ có những cái định hướng để thực hiện những cái môn mũi nhọn của Lào Cai cho những năm tiếp theo, đặc biệt là những môn Olympic. Từ đó thì chúng ta cũng sẽ có những cái lớp vận động viên để kế cận cũng như là có những bộ môn mới để từ đó phát hiện ra những cái tài năng cũng như là những cái thế mạnh của Lào Cai trong cái thời gian tới để tiếp tục cho các cái hoạt động liên quan đến thể thao thành tích cao. Ngoài việc đầu tư phát triển các môn thể thao mũi nhọn phù hợp với tiềm năng, tố chất và thế mạnh của địa phương, thì việc đi tắt đón đầu ở những môn thể thao trọng điểm thi đấu tại Olympic chính là bước đi phù hợp với điều kiện, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tạo nền tảng vững chắc cho thể thao thành tích cao của Lào Cai hội nhập với thể thao trong và ngoài nước. Với chiến lược định hướng tuyển chọn, đào tạo bài bản, chất lượng, tin rằng thể thao thành tích cao Lào Cai trong năm 2022 sẽ tiếp tục vượt khó, gặt hái thành công, ghi dấu ấn trên bản đồ thể thao khu vực. Chương trình văn hóa thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.